Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái mẫu tăng đơ rất là mới nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có kèm thêm cho các bác một cái lược như này. Đấy, và các kiểu cữ này rồi chân sạc đầy đủ cho bác và một con tăng đơ như này. Các bác lên cho em là tăng đơ lược nhá, tăng đơ lược vì nó có kèm cho các bác một cái lược luôn. Đấy, cho nên mình gọi luôn là tăng đơ lược cho nó dễ. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng sử dụng điện 100 đến 240V, cho nên là các bác dùng thoải mái, công suất của nó là 3W nhá. Đây. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Đấy, đây. Con này thì dùng rất là ngon rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là sẵn pin ở bên trong rồi. Có kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này. Về nhà các bác cứ thế là mình cắm sạc con này là cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, điện của nó thì đây các bác cắm đúng cái lẫy rãnh này cho em nhá. Đây nó có cái rãnh như này. Đấy, cắm đúng cái chiều rãnh này cho em. Đó. Sau đó thì mình sạc thôi. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái cữ như này nhá. Đấy, có cữ như này. Các bác cứ đẩy cữ này vào là xong này. Đấy, đẩy cữ vào cho em là xong. Đó, các bác đẩy cho đúng chiều cho em là xong. Đây. Cứ đẩy vào như này cho em là xong này. Đó. Thì nó có rất nhiều các cái mẫu cữ khác nhau nhá. Có 4 cái luôn. 9mm, 6mm, 9mm, 12mm nhá. Đấy. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 để cho các bác cắt tóc này. Đấy, đẩy lên như này. Tăng đơ chạy rất là ngon luôn. Đó, chạy rất là ngon và khỏe nhá. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và có chế độ điều chỉnh các cái nấc của nó này. Đây. Đấy, điều chỉnh các cái nấc cắt cho nhá. Đây. Đấy, điều chỉnh các cái nấc này. Các bác có thể điều chỉnh 2mm này. Đấy, 1,7, 1,4 này. Thì các cái lưỡi này nó sẽ đẩy lên nhá. 0,8 này các bác này. Đấy. Dòng này của nó cũng là một cái dòng không ăn da luôn, không ăn da. Nên là các bác cắt rất là an toàn cho người già trẻ con, rất là ok luôn nhé, không ăn da. Nên các bác dùng nó rất là thích. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là tăng đơ lược nhé. Có tặng kèm các bác một cái lược như này. Lược rồi chổi vệ sinh rồi đầy đủ cho bác luôn. Lên cho em là tông đơ lược nhé. Tăng đơ lược này. Tăng đơ lược nhé. Tăng đơ lược giá của nó sẽ là tăng đơ lược này. Giá của nó sẽ là qua lên cho em là tăng đơ lược, giá của nó sẽ là 110k nhé. 110k cho một con tăng đơ lược như này. Giá chỉ có 110.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đây. Nó sẽ bao gồm cho các bác là tăng đơ này, cữ kiếc đầy đủ ngon lành như này. Hàng đựng trong một hộp rất chất lượng như này. Các bác về dùng xong thì các bác lại bỏ vào hộp này cho em. Rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Zichen này, nó tăng đơ lược. Giá sẽ là 110k. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em một cái mã tiếp theo, đó là cũng là một cái sản phẩm, nó sẽ là vừa tăng đơ vừa là máy cạo râu luôn, vừa tăng đơ vừa máy cạo râu luôn. Đây các bác này. Đấy, con này thì hàng cũng đựng trong cái hộp như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, hàng đựng trong một hộp như này. Đấy, một cái chổi vệ sinh. Tiếp theo kèm cho các bác nó sẽ là ở bên dưới này thì nó sẽ có cho các bác là cữ này. Có cho các bác là cữ và dây sạc này. Còn ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là hai con tăng đơ như này. Một con tăng đơ, một con máy cạo râu luôn. Đây, về nhà các bác sạc pin đây cho em nhé. Và công tắc ở dưới đít này nhé. Đó, máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, đây là cái cữ khóa này. Về nhà thì các bác tháo cái cữ khóa này ra cho em nhé. Đó, và đây là các bác tháo cái nắp này ra này. Tháo cái nắp này ra. Đó, cái này là nó sẽ giữ lẫy, các bác tháo ra cho em. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Mà thấy không? Một con tăng đơ nhỏ gọn nhưng mà chạy rất là khỏe này. Thân của nó bằng đồng các bác này, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Về nhà có cái cáp sạc đây. Đấy, các bác cắm cái cáp sạc này cho em này. Đấy, cắm cái cáp sạc này vào cho em này. Đó, con này thì nó sẽ là pin liền luôn, pin liền, một quả pin 18650 liền bên trong này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1 này. Con này thì không ăn da nhá, không ăn da. Hàng cầm cực kỳ chắc luôn. Đây các bác này, cạo này. Đấy, cạo cho các bác xem nhá. Cạo đâu sạch đấy luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cạo đâu sạch đấy luôn các bác này. Đấy, cạo đâu sạch đấy luôn. Con này thì các bác có thể vừa dùng để mình cạo râu này. Vừa dùng để cạo râu, vừa dùng để cắt tóc, chấn viêm rồi mọi việc đều ok hết nhá. Đó, tiếp theo thì sẽ có cho các bác đó là một cái em máy cạo râu như này. Đây, máy cạo râu này. Đấy, về nhà các bác đưa vào mình cạo này. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt không? Đấy. Các bác nghe tiếng râu nó đứt xèn xẹt luôn nhá. Đấy, một em máy cạo râu nhá. Máy cạo râu. Đấy. Lưu ý các bác khi mình sử dụng thì mình nhấn vào cho em như này nhá thì nó sẽ vào râu nhá, nó sẽ vào râu. Đó, rất là tiện luôn. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu để mình cắt tỉa lông mũi nhá. Thì các bác xoáy cái đầu cạo râu này ra này, xoáy cái đầu cạo râu này ra. Lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này đây, lắp đúng tâm cho em nhá. Là mình sẽ dùng để mình cắt tỉa lông mũi được luôn. Đó, cắt tỉa lông mũi các bác nhá. Cắt tỉa lông mũi ở đây.
Lưu ý các bác là khi mình cho vào mũi thì mình hãng bật nhá, và khi nào mình lấy ra thì mình tắt đi, xong rồi mình hãng rút ra để tránh việc bị kéo lông mũi ra nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng lông mũi nó đứt chưa, xoẹt xoẹt luôn các bác nhá. Đó, lưu ý các bác là khi cho vào thì mình hãng bật và tắt đi thì mình hãng lấy ra, đó, để tránh cái trường hợp là nó bị kéo lông ra nhá. Đó, thì không dùng nữa thì mình lại tháo ra, mình lắp cho em cái phần lắp cho em cái phần đấy vào. Đấy, các bác lại lắp cho em đây, ở đây nó sẽ có hai cái phần lưỡi như này để nó cắt cái lông mũi này. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Con này thì nó cũng không có gì là cầu kỳ cả. Đấy, các bác cứ lắp ra lắp vào này là xong. Đấy, thì các bác cạo râu thì các bác lại lắp cái này vào cho em để mình cạo râu. Nó rất là tiện luôn. Đó, rất tiện nhá. Thì con này thì các bác lên cho em là tăng đơ nhá. Đấy, lên cho em là tăng đơ A1. Đấy, tăng đơ A1 thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ba như này. Đấy, và để các bác dùng để mình cắt tóc, cạo râu rồi vệ sinh. Đấy, rất là ok luôn và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là tăng đơ A1. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò như này. Hàng của hãng nhá, Niêm Phong nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang lên cho em là bộ đôi A1 nhá. Đấy, bộ đôi A1 này, bộ đôi A1 giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k cho một cái bộ đôi A1 như này. Đấy, thì nó sẽ là 160.000 cho cái bộ đôi A1 như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tăng đơ và một máy cạo râu. Máy cạo râu này thì có tích hợp luôn cả tỉa lông mũi luôn. Đó, hàng rất chất lượng cho bác. Giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho cái bộ đôi như này. Đó, các bác có thể mua về để mình vừa cắt tóc chấn viền, vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi luôn. Đấy. Lên cho em là bộ đôi A1, giá của nó sẽ là 160k nhá, 160.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục với cho bác dòng sản phẩm, đó là cái tăng đơ 9D nhá. Có lên cho em là tăng đơ 9D. Tăng đơ 9D, con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi. 95k cho một con máy cạo râu như này. À, xin lỗi các bác, con này thì có lên cho em là máy cạo râu nhá. Đấy. Máy cạo râu 9D. Đấy. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu này, đó, máy cạo râu 9D. 9D nha, máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con máy cạo râu 9D như này. Đó, giá của nó sẽ là 95.000. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con máy này. Đấy. Vâng. Và ống nước chú. Ừ. Cái đấy đợt này cháu không bán nữa rồi. Hết bài đó à? Vâng. Đợt này có bán đâu. À. Từ đợt làm nhà xong là không bán nữa rồi. Dẹp nghề luôn à? Vâng. Thì cho tập trung vào cho bán cái hàng này thôi. Chú vào ống nước. Tiếp theo lên cho bác con máy cạo râu 9D nhá. Các bác lên cho là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k cho một con như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này nhá. Một thân máy này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Bộ của nó sẽ bao gồm là ba lưỡi kép như này nhá. Ba lưỡi kép như này, chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, các bác cứ như này mình đưa vào này. Đấy, đưa vào như này. Đó, cạo sạch hết râu luôn các nhá. Đó, cạo sạch hết râu luôn, rất là sạch các bạn. Đó. Rất là sạch luôn. Đó. Đây. Đấy, đây em cạo ra có một tí mà râu nó ra đầy các bạn này. Đấy, râu nó ra đầy đây các bạn này. Các bác thấy trông cái mẩn râu chưa? Đó, cái mẩn râu này. Đấy, ra đầy luôn. Con này thì chạy cực kỳ khỏe và êm nhá. Và ưu điểm của con này thì các bác có thể thay lưỡi này, các bác chỉ cần tháo ra như này thôi. Sau đó thì mình thay cái mũi này vào cho em này. Cái mũi này thì để các bác dùng để mát xa mặt này. Đấy, cái mũi này để mát xa mặt các bác này. Đấy, đây. Mát xa mặt thì các bác dùng cái này cho em. Đấy. Mát xa mặt rồi các bác tẩy da, tẩy riếc các bác lắp cái này vào. Đấy, lắp cái này vào. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, dùng để mình rửa mặt mình, mát xa rồi nói chung là làm các cái chức năng này. Đấy, công tắc tắt đi ở đây. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là thêm là một cái đầu để cắt tỉa lông mũi này. Đấy, một đầu cắt tỉa lông mũi đây. Đấy. Đầu này thì các bác để cắt tỉa lông mũi này, lắp cái đầu này vào cho em. Đấy, lắp cái đầu thay ra, lắp cái đầu này vào. Lắp cái đầu này vào để mình tỉa lông mũi nhá. Này, tỉa lông mũi các bác này. Đấy. Lông mũi thì nó chạy bên trong hết nhá, cho nên các bác cứ thế mình sử dụng thôi, không sợ bị đứt mũi đâu. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu tăng đơ này để các bác dùng để cắt tóc, chấn viêm hay là cạo râu này. Đấy, cắt tóc, chấn viêm, cạo râu cũng ok hết nhá. Các bác cũng lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây. Đấy, đầu tăng đơ này. Đấy. Cắt tóc này, chấn viêm này. Các bác có thể cắt tóc, chấn viêm rồi cạo râu nhá. Đây. Đấy, cắt tóc, chấn viêm này, cạo râu này. Đấy, rất sạch luôn các bác nhá. Đây. Đấy, cắt tóc, chấn viêm, cạo râu rất sạch luôn. Các bác thấy không? Đó. Thì cái giá nó rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 95k thôi. 95k cho một cái bộ combo như này. Các bác lên cho em là
Máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là 95k, rất là tiện dụng luôn. Chỉ cần lắp vào này là sử dụng thôi, lắp vào này là sử dụng rất tiện dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Có kèm cho các bác là các cái đầu như này, các cái đầu đi kèm như này, các cái bộ dụng cụ đi kèm như này nhá. Và có kèm cho các bác là cả một cái cáp sạc luôn. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy. Một cái bộ 4 trong 1 như này nhá. Đấy, bộ 4 trong 1 như này, bao gồm là tăng đơ này, rồi máy cạo râu này, rồi các cái chi tiết đi kèm như này. Mà giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 nhá, 95.000, giá không thể tưởng nổi luôn. Đấy. Giá này là giá không tưởng luôn các nhá. Giá này giá không tưởng luôn. Đấy. 95k cho một cái bộ cạo râu 9D như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con máy cạo râu 9D như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop cũng về cho bác một cái dòng máy cạo râu khác nữa. Đấy. Đó thì các bác lên cho em là máy cạo râu, cái này thì các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 189. Đây, mã của nó sẽ là 189 này. Đấy, thì lên cho em là máy cạo râu 189. Thì con này nó sẽ là một con máy cạo râu lưỡi kép các bạn. Đấy, máy cạo râu lưỡi kép như này. Đấy. Và con này thì nó cũng có cái đế sạc ở đây này. Đấy, về nhà các bác ấn xuống đẩy cái này ra này. Đẩy cái này ra cho em để mình sạc nhá. Đó, vào đây. Nó sẽ là hai lưỡi kép nhá, hai lưỡi kép cực kỳ là mạnh luôn. Thì các bác dùng để mình cạo râu này. Đấy. Cạo râu rất là khỏe luôn nhá. Và rất là êm, dùng cạo rất là ngon luôn. Con này thì nó gọi là, con này thì nó được mệnh danh là máy cạo râu quốc dân nhá. Đấy, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, em chỉ có nhấp có một tí thôi mà râu nó đã ra đầy rồi con này. Đây, râu ra đầy rồi các nhá. Rất là tiện luôn. Máy cạo râu quốc dân đấy. Con này thì lên cho em là, các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy. Lên cho em là máy cạo râu 189. Con này thì có sạc trực tiếp này luôn và giá thì rất là hạt rẻ nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, máy cạo râu 189 này. Các bác lên cho em là máy cạo râu quốc dân đi. Đó, máy cạo râu quốc dân. Máy cạo râu này. Đó, máy cạo râu này. Máy cạo râu quốc dân nhá. Đó, máy cạo râu quốc dân. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy. À không, con này nhầm mã. Giá thì của nó chỉ có cho các bác là 75k thôi. 75k cho một con máy cạo râu quốc dân như này nhá. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đó. Máy cạo râu quốc dân, giá của nó sẽ là 75.000 thôi. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Con này thì tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Cực kỳ là tiện luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái mẫu củ sạc 3 cổng như này các nhá. Đấy, 1 2 3 nó sẽ có 3 cổng như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là củ sạc 3A nhá, củ sạc 3A. Đó. Củ sạc này lên cho em là củ sạc 3A nhá, 3A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. 30k. Đấy. Các bác lên cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35k. Xin lỗi các bác, 35k nhá. 35k cho một con củ sạc 3A như này. Đấy, giá sẽ là 35.000. Về nhà các bác có thể cắm vào các cái dây USB các bác có thể cắm vào đây. Đấy, lên cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái củ sạc như này. Rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có hẳn cho các bác là 3 cổng USB luôn. 3 cổng USB này về nhà các bác cắm kết nối cực kỳ là ngon luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Giá chỉ có cho các bác là 35k thôi. Lên mã cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. 35k nhá. 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm các bác nhá. Các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy. Con này thì nó sẽ là vòng trầm gỗ. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật và được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Đấy thì bên công ty nhập được những cái mã hàng nó khá là tốt các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này, đựng trong một cái hộp giấy cực kỳ, hộp vải này. Đấy, cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Giá bán ở bên Nhật của nó sẽ là 1.800.000 nhá, 1.800.000. Đây, 1.800.000 cho cái vòng trầm gỗ như này. Và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con vòng mà bằng hạt trầm gỗ như này, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, huyết áp ổn định các bác nhá. Đấy, hạt của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Gỗ trầm tự nhiên cực kỳ là thơm luôn. Đấy, cực kỳ là thơm, vân gỗ rất đẹp nhá. Đấy, có 108 hạt và một cái đài sen như này. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là
vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ, vòng trầm gỗ này, vòng trầm gỗ, điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhá, 50k cho con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi chổi cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi cọ toilet. Đấy, chổi cọ toilet giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một cái chổi cọ toilet như này. Con này thì nó sẽ là hàng đúc liền, các bác có thể dùng ngoắt nghéo thoải mái luôn. Đấy, cái độ cong như này để các bác đánh nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là cọ toilet nhá. Đấy, lên cho em là có cọ toilet chưa nhỉ? Lên cho em là chổi toilet nhá, chổi toilet. Lên cho em là chổi toilet này. Đó, chổi toilet. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k. 20k cho một cái chổi toilet như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng thì kỳ cọ nó sẽ có cả cái đầu bên này để các bác cọ ngược nữa nhá. Đấy, hai đầu đảo chiều như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k. Lên cho em là chổi cọ toilet nhá. Giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo. Chổi toilet. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bấm cúc nhá. Các bác lên cho em là kìm bấm cúc này. Đây, nó sẽ là trọn bộ cho bác như này. Cả các cái loại cúc và kìm bấm như này nhá, kìm bấm như này. Thì các bác về các bác có thể bấm đính các cái cúc quần, cúc áo rồi các cái vị trí mà mình muốn ghim bấm vào đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Lên mã giúp cho em đó là kìm bấm cúc nhá, kìm bấm cúc. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, bao gồm cả kìm và các cái cúc sẵn có như này, về nhà các bác chỉ bấm cho em xong. Kìm bấm cúc giá sẽ là 40k. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Về nhà các bác chỉ cần bấm ghim vào như này, sau đó thì mình đính vào cho em này. Nó rất là tiện luôn. Đấy, dép guốc rồi quần áo này, rất là tiện nhá. Đó. Mình chỉ cần bấm vào như này là xong. Đó, quần bò còn biết bấm được hết nhá. Các loại cúc này rồi dép guốc các thứ này. Đấy. Thì nó rất là tiện, các bác dùng nó rất là đa di năng luôn. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc này thôi, lắp vào là mình bấm vào là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhé, tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái
một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm, thông tin có trong chuyên mục Trước Giờ Mở Cửa. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương cần thận trọng trong việc xây dựng tạo nguồn cán bộ trung ương là nội dung trong thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả. Bây giờ xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức.
Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý là chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên Hello chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái lô đài FM của Nhật nhé. Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó là một cái dòng cực kỳ chất lượng. Đợt này thì về mẫu mã có cải tiến, có thêm cho các bác một con đồng hồ nữa. Hàng combo và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Kỳ 2 và dịp mùng 2 tháng 9 tới. Đây. Dự án với số vốn đầu tư hơn 2.000 của nó thì được mạ chrome rất là sáng bóng nhá. Còn thân của nó thì nó sẽ là ốp gỗ như này, ốp giả gỗ này các bác này. Đấy. Thân của nó ốp gỗ rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn. Có thấy không? Đây. Âm lượng có nhỏ đây nhá. Có nhỏ đây và cho bé đi đây này. Đấy. Cơ quan này, con này thì đã có tờ trình các bác có thể là nghe đài hoặc là nghe MP3 nhé. Các bác có thể bắt Bluetooth để nghe MP3 cũng rất là ok luôn, nghe nhạc bắt Bluetooth nó cũng như một con loa Bluetooth luôn. Nói chung là hàng đa chức năng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới là giá rất là tốt luôn. 31 tháng 1 năm 2024. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tỷ đồng. Từ hôm nay, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại nghị định. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhé. Con này thì đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 260.000 thôi. Đấy, lên cho em là đài FM nhé. Đài FM này, em đang bán là 300k, đợt này về cho bác giá cực sốc luôn. 260k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 260.000 cho một con đài FM này, bao ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó, nhận hàng các bác có quyền test thử kiểm tra. Đấy, thanh toán các bác nhá. Đấy. Có đồng hồ này. Trong tháng 9 năm 2000. Con này thì nó sẽ có đồng hồ nhá. Đây anten của nó này. Đấy, các bác có thể xách đi xách về rất là gọn luôn này, như một cái vali luôn. Đó, rất là gọn luôn. Cái này thì các bác có thể để điện thoại lên cũng ok. Đó. Và đây thì nó sẽ có các cổng kết nối như là jack 3.5 để các bác nghe nhạc này, tai nghe này, USB này, thẻ nhớ này. Rồi chân sạc vào này. Đó, và đây là cái điều khiển cái công tắc của đồng hồ nhá. Các bác tắt đi này, bật lên này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái nút để các bác núm đây, cái núm này để các bác điều chỉnh đồng hồ này. Đó, núm này các bác điều chỉnh đồng hồ. Và đây là cái công tắc tắt bật đồng hồ nhá, công tắc tắt bật đồng hồ ở đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác với con giá rất là hợp lý luôn, một con đài FM như này, giá chỉ có 260.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác một quả pin 18650 luôn rồi. Cứ về cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đó, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, theo. Đấy. Đó, rất là ngon lành nhá. Lên cho em là đài FM nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho con đài FM như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn lau giày nhá. Các lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đấy, khăn ướt lau giày. Các bác lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt này. Cái này là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt lau giày. Giá của nó sẽ là 20k trên bịch như này thôi. 20.000 trên bịch như này. Và 50k thì là sẽ là bằng 3 bịch nhá. Đấy, 50k là sẽ là bằng 3 túi. Đó, 50.000 3 túi, còn là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi. Đó, 20k trên một túi như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn lau mà nó sẽ rất là đa di năng luôn. Đó. Thì nó sẽ lau được hết các loại giày nhá, giày vải, giày giấy, giày ướt, giày khô là lau được hết nhá. Các bác chỉ cần là mở cái nút này ra này. Đấy, mở cái nút này ra. Sau đó thì mình lấy cái khăn ra. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn nó đã có sẵn tẩm sẵn xà bông rồi. Đấy, xà bông cũng như là các cái chất tẩy nhá. Đấy, xà bông và các cái chất tẩy rồi. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái khăn như này. Khi lau vào thì cái xà bông của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xà bông nó ra rất là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để lau giày, lau dép đều được hết đây. Ví dụ như này này. Đấy các bác này, đây như em đang lau này. Đấy, lau là nó sẽ sạch bóng lên luôn các nhá. Đấy, ví dụ giày dép của các bác bẩn này, đấy nhá. Đôi dép này của em nhá. Đấy, nó rất là bẩn luôn này. Đấy, em lau phát là nó sẽ sạch luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có là có cả xà bông bên trong luôn. Có cả xà bông bên trong đây, cái này em mục sở thị cho các bác xem luôn chứ không cần phải là. Đấy, các bác cứ lau sạch đi này cho em, xong rồi mình lấy cái khăn khô mình lau đi là xong. Lấy khăn khô mình lau đi nhá. Đấy, mình lấy khăn khô mình lau đi. Đó, đây các bác này. Đấy, các cái vết bẩn nó sẽ ra hết khăn luôn. Đây, các bác xem nhá. Đấy, em lau có một tí này. Đấy, cái bên lau rồi và bên chưa lau khác nhau hoàn toàn nhá. Lau rồi nó như mới luôn các bác này. Đấy, lau rồi nó như mới luôn. Thì các bác đi giày, giày da, giày vải các thứ, mình chỉ cần lau đi như này cho em là xong này. Đấy, lau đi như này là sẽ sạch bóng hết luôn. Đấy, đây như cái đôi dép này em lau này các bác thấy không? Đây. Đấy, một nửa chưa lau nó đen xì xì này. Đấy, mốc trắng nhá. Nửa này lau rồi lại hồng lên các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá.
Đấy thì lên chị em là khăn ướt lau giày nhé, khăn ướt lau giày. Đó, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái này thì nó rất là tiện ích các bác, ví dụ đi làm về hoặc là các bác đi công tác đi đâu cũng được, mình có thể mang đi mình sử dụng hoặc là để sử dụng ở nhà. Đấy, bẩn là mình lau trực tiếp luôn, các bác không cần phải giặt, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày không nhá, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày. Đó, con này. Này là siêu bẩn nha mọi người. Siêu sạch à? Ai quá. Ai chà nghe. Giày nha mọi người. Giày này là siêu bẩn nha mọi người. Ai chà hết chị ạ? Ai chà chà. Ai chà đấy. Ôi giận ơi. Có sạch nha mọi người, có sạch nha. Và nếu các bạn có những đôi giày trắng nhưng mà nó chỉ có bẩn bẩn định tí thôi, ví dụ như mưa như mình. Lau rất là sạch luôn các bác nhá. Đó. Giày không ăn thua rồi. Nào, ra không, ra không tưởng đến nào thế này. Nhưng mà bạn ít thì lau, bạn nhiều thì nhìn thôi. So sánh ai là giày lau giày chuyên dùng hot hit có sắc nhục. Cũng đừng nói. Lau thì sẽ có những cái bọt ra. Phía trên này, tương đối nha. Những cái vết đế giày này khó hơn này. Cũng tương đối. Loại đen thì không ra những cái bọt xà phòng như loại vàng. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chảo ngập dầu các bác nhé, các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, đường kính 20 cm, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, để các bác chiên ngập dầu thì mình dùng để mình chiên rán đồ ăn thức uống đều ok hết nhá. Đó, đây hàng của Nhật các bác này. Đây, đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Con này thì dung tích của nó sẽ là chảo thì nó thường nó tính theo đường kính nhá, đường kính của nó là 20 cm các bác, 20 cm. Và các bác sẽ có kèm thêm là một cái dàn như này để các khi các bác chiên rán thì mình đặt thực phẩm lên. Đấy, nó sẽ là một cái con chảo khá là dày dẫn, nặng và chắc chắn đây con này. Đấy, rất là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy con này. Đường kính của nó là 20 cm nhá, 20 cm. Khá là dày dẫn chắc chắn, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Đấy, một cái khay đỡ như này để các bác đặt vào. Đấy, các bác có thể đặt vào để mình ví dụ như mình rán nem này hoặc là rán các cái đồ chiên nấu xào thì các cái đồ tôm tiếc thì mình đặt lên đây cho em. Đặt lên đây để mình sử dụng nhá. Đó, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đường kính của nó là 20 cm nhá. Chảo ngập dầu này, lên cho em. Chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k cho một con chảo ngập dầu như này, 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một con chảo ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện con này. Đấy, các bác chỉ cần là cho dầu này rồi vào đây là mình sử dụng nhá. Ví dụ các bác có thể chiên rán nem này rồi rán phồng tôm này rồi rán tất cả các loại mình cho vào đây cho em, nó rất là tiện. Và con này thì có tráng đá nhá, tráng đá chống dính. Các bác có thể rán được, chiên rán được, ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý đâu. Chỉ có 100.000 cho một con chảo như này. Hàng của Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đấy, mới tinh mới cong luôn, chưa qua sử dụng. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về, con này là 100.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên cho em là bảng tô hoặc là bảng tự xóa nhá. Đấy, bảng tô, bảng tự xóa. Lên cho em là bảng tô này. Bảng tô bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trên một con bảng tô như này. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể sử dụng cho các em bé nhà mình học hành sáng tạo rồi làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con bảng kèm thêm một cái bút như này và nó sẽ tự xóa được nhá. Về nhà thì các bác mở thêm cái nút khóa đằng sau này ra này. Đấy, nút khóa đằng sau này ra cho em. Đó, mở cái nút khóa đằng sau này ra cho em là xong. Đây, xóa đi này. Đấy, các bác lên, các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Đó, gõ cho em là shop Phạm Huấn là sẽ ra nhá. Đấy, gõ cho em shop Phạm Huấn này. Đó, các bác không thích nữa thì lại xóa đi nha. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Con này màn hình LED nhá, màn hình LED LCD. Màn hình LED LCD luôn. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Đây, rất là đẹp con này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô, giá của nó sẽ là 50k. 50k trong con bảng tô như này, rất tuyệt vời luôn. Các bác có thể mua về để làm quà cho trẻ em nhà mình. Đây, nó có cái nút khóa đằng sau này, các bác đẩy cái nút khóa này cho em này. Đấy, có bút nhá, có bút như này, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nói chung là giá rất là hợp lý rồi, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, mua về để làm quà cho em bé nhà mình, để cho các em nó làm, các em học để thỏa sức sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính nhá. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính. Lên trên là bảng tô, giá sẽ là 50k nhá. Đó.
Tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm để cho các em chuyên tâm học hành, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà vẫn thu hút được các em nhé. Đó là cái máy đọc chữ à? Máy đọc thẻ nhá, các bác lên cho là máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ, giá thì sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000. Đấy, con này thì thẻ giáo dục trẻ em này. Đấy, ở đây nó sẽ là một con máy như này. Kèm thêm cho bác là một cáp sạc và một cái hộp thẻ đây. Cái hộp thẻ này thì nó rất là nhiều thẻ luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với 224 nội dung khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Về nhà thì các bác giữ cái phím nguồn này, phím này này, giữ cái này cho em. Đó, sau đó bật lên này. Đấy. Đấy, ở đây thì nó sẽ rất nhiều nội dung nhá. Trái cây này, đồ dùng này, đấy, rồi xe cộ này, đây. Đấy, xe buýt 2 tầng các bác này, đây. Em lắp vào cho các bác xem này. Đó. Xe buýt 2 tầng. Double decker bus. Đấy, cái này thì nó sẽ có cả tiếng cả hình luôn. Xe taxi. Taxi. Đấy, nó sẽ rất là nhiều, có những cái thì nó sẽ có cả cả hình, cả tiếng nhá. Đấy. Đó, có thấy không? Đây. Xe trộn bê tông. Agitator truck. Đấy, có thấy không? Đó, đầy đủ các bác luôn. Xe thể thao. Sports car. Đấy, rất là tiện nhá. Đó. Kể cả các cái chủ đề về con vật nó cũng đều có âm thanh hết nhá. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là 112 cái thẻ với tổng của nó sẽ là 220 nội dung, 224 nội dung cho các bác luôn. Đó. Một thẻ này là hai mặt. Con cú. Ao. Đấy, có cả tiếng kêu luôn nhá, con thỏ này. Con thỏ. Rabbit. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay luôn. Có mô phỏng hết nhá. Con ngựa. Horse. Đấy. Thì các bác có thể mua về để mình... Con chuột. Mouse. Con này thì ưu điểm của nó là nó có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nhá. Thì các bác mua về cho trẻ em nó học. Đấy, rất là nhiều như này luôn. Các nội dung như này thì mua về cho các em học để tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Mà vẫn là hàng công nghệ nhá, đồ công nghệ. Để các em có thể giải trí và biết được là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn. Đó, thì nó sẽ là một cái hộp thẻ như này, bao gồm cho các bác là hơn 100 cái thẻ đây. 112 cái thẻ này, 224 từ vựng nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, để các bác có thể mua để làm quà cho các em nhà mình. Đây, các bác tắt nguồn thì tắt ở đây cho em này. Đó, tắt nguồn ở đây. Đó. Đấy, giữ lì ở đây nó sẽ tắt nhá. Đấy, các bác rất tiện dụng luôn. Thì một cái hộp thẻ như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Giá của nó sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại các nhá. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Và giá thì dòng này thì cái giá của nó rất là bình dân các bác. Đấy, giá rất là bình dân. Một con giá đỡ điện thoại như này, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000. Sản phẩm sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chân như này, một cái đế này các bác. Xoáy cái này vào cho em này, một đế này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái này vào đây này, lắp cái này vào đây. Đó. Và cái này thì nó sẽ là ở đây này. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó thì cho cái này xuống này. Đấy, đây. Xoáy cái này vào. Cái này thì các bác có thể cho lên tụt xuống tùy theo nhá. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây. Đó. Lắp cái này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu, con này đều được luôn. Đó, đảo chiều các kiểu được luôn. Đây, xoáy cái này vào đây cho em. Đó. Con này thì về nhà lắp ráp thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi các bác này. Đấy, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi. Đấy, trẻ con cũng làm được các bác nhá. Đây, thì đây là cái điện thoại của em này. Em sẽ cho vào cho các bác xem này. Con điện thoại này của em là hàng rất là to luôn đấy nhá, hàng khủng luôn đấy. Màn hình to các bác nhá. Đây. Đấy, dùng rất là ngon các bác này. Thì các bác có thể là cho dọc, cho ngang này, đấy, cho quay lên quay xuống này, để các bác có thể lướt TikTok này, rồi xem YouTube này. Đấy, và các bác có thể là để trực tiếp ở trên giường này, mình không cần phải cầm tay mỏi tay nhá. Đó, rất là tiện luôn. Quay lên quay xuống đảo chiều được hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn, giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại. Cái này có thể tụt lên tụt xuống được nhá. Đấy, tụt lên tụt xuống, ngoắt nghéo xoay đảo chiều được hết luôn. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k đó. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đó. Giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ
điện thoại, giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá, 30k trên một chiếc rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop cảm ứng nhá. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2,5 cân các bác nhá, khoảng 2,5 cân đến 2,6 cân. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây cho em này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhá. Đấy, đây. Kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này. Nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Một cái sen to này nhá, sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88 nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy cài như này các nhá, có cái lẫy cài như này. Và các bác có thể thả lên thả xuống này. Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được 1m8, 2m tắm rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá, giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này. 1.350.000. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ. Cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200k. Đấy, cọc trước 200k thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300k. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã sen cây nhá. Hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu ấy này thôi. Đầu cái vòi sen, cái bát sen này thôi. Cái bát sen này nó rất là mỏng cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào trên nó với bắt nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn, không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mẫu vòi của thằng con này thì bên em lên cho các bác đó là, các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào. Và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm vào đây, lắp vòi sen tắm vào đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450k. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1,1 cân các bác nhá. 1,1 cân này. Các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 các bác nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450k. Đấy. 450.000 cho một con củ nóng lạnh như này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này, giá không dưới 800 đến 1 triệu nhá, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhá. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhá. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu rửa bát thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo.
vòi lavabo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000. Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhé. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây. Một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây, hai đường nước này kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, các cái phần chân kết nối của nó là bằng đồng đỏ au hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k nhá. 430k cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân mốt, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video cho em. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con lòi vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngoắt nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá. Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop và muốn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá. Vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy, thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện chiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, thế nên là các bác có thể ngoắt nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo, vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái jack kết nối như này. Có cái jack kết nối như này con này. Đây. Đấy, con này jack kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn. Còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có jack kết nối như này và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây cho em. Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Cũng 300 này. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy.
vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt, con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy, các bạn lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá, vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bạn lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, vòi tròn này, rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320k nhá. 320k cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viếc đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối, con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giết các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy, thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá, vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông, thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350k. 350k các bác nhá. Đấy. Đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó. Con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy. Hai con. Một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350. Tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn. Những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhá. Đều 5-700 hết. Chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát đấy. Vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen, còn một con là vòi cứng. Đấy. Vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước, thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả, thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy, thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây, đấy, bên em sẽ có hai cái dòng như này, thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhé. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy. Con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu. Van xả một đầu nhá. Đấy. Con van xả một đầu này thì sẽ là 55k. Các bác lên cho em là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Giá của nó sẽ là 55k. 55k các bác nhá. Đấy, 55k cho một con van xả một đầu như này. 55.000 các bác nhá. Hàng inox 304M không bắt 500. Đó. Có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu. Con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã tiếp theo là van xả hai đầu. Trước tên con này, tên của nó sẽ là van đỏ. Nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó. Thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì qua lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75k. Đó, thì tùy theo. Các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được, giá nó lệch nhau 20.000. Đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu. Giá sẽ là 75k. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000 và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các cái loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả có nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh có nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5.
và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa, có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy, kết nối vào đầu vòi như này chưa? Đó, kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy. Cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt 5 châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài và chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó, có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá. Có kèm giá đỡ như này. Đấy, và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá, có cả kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không rỉ luôn. Đấy, ốc ni lông luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp, cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy. Nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn. Đóng ngắt trên tay như này nhá. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó, và có cánh quạt cay quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quạt tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp, giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Không có giá đỡ nhá. Cái này là không có giá đỡ các bác nhá. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy. Sen quạt tăng áp 100k, không có giá đỡ các bác nhá. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen, các bác lên mã giúp cho em con này, nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này và có cho các bác là các cái đầu cao su như này để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su, giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy, sen cao su. Giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá. Và không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Không có giá đỡ. Rồi ok. Hello, vâng là em Huấn Phạm này các bác nhá. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Bác nào gần cơ sở bên em, gần nhà bên em thì có thể qua xem và mua hàng các bác nhá. Đó. Thì bên shop lại tiếp tục về một số mã hàng mới thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá và một nút đăng ký kênh. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany này. Đó, in Germany, hàng của Đức.
Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp ga halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng thôi nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là
Bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đây. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Giá rất đẹp cho các bác luôn. Các bác mua hàng thì nhấp ngay và dò hàng xem tham khảo và đặt mua cho em. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy. Đấy các bác lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, cọc trước 200k thì bên em mới đi đơn. Giá sẽ là 750.000. Còn lại là các bác là chuyển khoản hết thì giá siêu tốt cho các bác luôn. Giá chỉ có 700.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo cũng liên quan đến cái đồ dùng nhà bếp thì đó là cái tẩy xanh các bác nhá. Tẩy xanh. Con này thì khá là tiện dụng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại chất tẩy nó bằng kem xanh như này, bằng kem như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác đánh trực tiếp lên các cái bề mặt của xoong nồi các thứ. Nó sẽ giúp tẩy rất là tốt cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy xanh như này. Giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000. Các bác lên cho em là tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Tẩy xanh con này em đang bán là 30.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn là 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Lên mã cho em cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái muối rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong nồi đã. Thì lên mã giúp cho em là tẩy xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 25k có nhé, 25k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái kéo vàng có nhé. Có lên cho em là kéo vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Một con kéo vàng thép SK5 như này. Đấy. Hàng của Nhật đây, Japan có nhé. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn các bác. Đấy, giấy bóng như biết các thứ này, cắt rất là ngon luôn nhá. Giấy bóng này, đấy cắt rất là ngon luôn các bác. Đó. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ok, nhà nào thì cũng có phải bếp, có bếp phải dùng có nhá. Đó. Cắt giấy bóng miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Đó. Cắt giấy bóng miếc rất là ngon luôn. Các bác theo. Đây. Đấy. Giấy bóng siêu mỏng mà nó cũng cắt rất là ngon các bác nhá. Đó. Đây, các bác theo. Cắt rất là ngon luôn. Con này của nó thì nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đây, thép SK5 các bác này. Japan này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, 40 cành cho một con kéo thép SK5 như này. Lên cho em sản phẩm đó là kéo vàng nhá. Lên cho em là kéo vàng này. Đó. Kéo vàng. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc kéo vàng như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Những cái phần cán, phần kiếc này đều của nó đều bằng hợp kim hết. Các bác nghe cái tiếng nó kêu là các bác đã thấy thích rồi. Tất cả đều bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa nhá. Bằng hợp kim. Cán, kiếc là bát, ốc vít cái thứ rất là chắc chắn luôn, dùng sạch sẽ ngon lành nhá. Đó. Không gì nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một con kéo vàng như này. Lên cho em là kéo vàng, giá của nó sẽ là 40k nhé. 40k cho một con kéo vàng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây các bác nhé. Mic dây hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thì nó sẽ là một cái dạng mic bao gồm cả mic cả dây. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250k. Đấy. Mic và dây đều là hàng của Nhật hết, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Cả mic cả dây luôn. Đó. Thì bên em bán theo combo mic dây như này, giá của nó sẽ là 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy. Lắp vào cực kỳ là ngon luôn. Hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan.
chữ khắc chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đấy, đầu mic đầu miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy, các cái đầu kết nối cái niếc của nó nói chung là hoàn hảo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đây các bác này, đấy, đầu thân mic của nó đây. Con này thì nó quá là đẹp luôn các bạn, chấm hết luôn, khỏi về bàn luôn các bạn này. Đó, đây, những cái lỗ dập của nó cực kỳ là chi tiết và sắc nét luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em là mic dây nhá, công tắc công giếc tanh tách cực kỳ là ngon luôn. Đầu lọc các thứ này, dây thì của nó sẽ là dây siêu mềm luôn nhá, dây siêu mềm luôn. Mic nhỏ gọn, âm thanh nghe trầm ấm chắc tiếng, em đã bán khá là nhiều rồi. Đấy, dây rất là mềm luôn nhá, đều là hàng nội địa của Nhật hết này, made in Japan hết các bác nhá. Đó, đây, made in Japan nhá, kể cả từ dây đến mic nhá, đều là made in Japan hết này. Đó, các bác lên cho em là mic dây nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đấy, lên cho em là mic dây này. Đó, mic dây nhá. Đó, lên cho em là mic dây, giá sẽ là 250k. Đó, 250k và bao ship cho con mic dây như này. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó, hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá, ném anh cái bút đây. Đấy, dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá, 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này, đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy, dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion các bác nhá, pin li-ion như này, đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này, đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá, đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết, đó. Đây, lắp đầu vòi như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này, các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này, xoáy cái đầu cam này ra cho em, sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em, đó. Và cái này mình đẩy lên như này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này, đó, xoáy vào này cho em, đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây cho em này, đó, Phương, đó. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này, đấy, ừ, lấy nhiều tí, một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé, đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy các bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá, đấy, thả vào cái xô nước này. Đấy, lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá, sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó, bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy, các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này.
Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này, rửa sân thì nhất cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân quá này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra xem nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe quá này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn ạ. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bạn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây, xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái miếng dán ngải cứu các bác nhá. Các bác lên cho em là miếng dán ngải cứu. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp này sẽ bao gồm là 12 miếng trong một cái bịch như này. Đấy, 12 miếng đây. Và cái này của nó thì nó sẽ là độ nóng rất là cao luôn. Và các bác bóc ra. Đấy. Các bác nóng rất là cao luôn. Các bác bóc ra sau đó thì các bác dán lên các cái khu vực, ví dụ như là cổ vai gáy các bác nhá. Đây. Cái này thì nó chuyên trị đau mỏi cổ vai gáy, đau dây thắt lưng. Đấy các bác nhá. Đấy. Nó là được chiết xuất từ ngải cứu và một số các loại thảo dược khác. Hàng thì sẽ là hàng cực kỳ chất lượng, bảo hành cho bác luôn, độ nóng cực kỳ cao luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó. Miếng dán ngải cứu em bán có khách lấy cả 20 hộp luôn. Đó. Miếng dán ngải cứu này. Chuyên trị cho các bác bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau dây thần kinh. Đấy, giá sẽ là 30k trên một hộp 12 miếng nhá. Đấy, 30k trên một hộp 12 miếng. 30k các bác nhá. 30k một hộp như này. Đấy. Về nhà các bác đau đâu thì các bác bóc ra dán vào đấy cho em. Đó, độ nóng của nó rất là cao. Các bác có thể chuyển khi mà cảm thấy nó nóng quá nhá. Đấy, nóng quá các bác có thể chuyển chỗ khác được. Độ dính của nó rất là tốt luôn. Đó. Đau dây thắt lưng, đau mỏi vai gáy, đặc biệt cái này nó trị đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đau mỏi vai gáy, các bác về các bác bóc ra dán vào cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con massage 16 bi nhá. Massage 16 bi, mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi. Tổng của nó sẽ là 16 viên bi như này. Đó. 16 viên bi và đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có cả tia hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ dùng đa di năng. Các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, lưng. Lưng thì các bác có thể ngồi mình để thẳng cái này mình dựa lưng vào được, chứ còn nằm lên thì em sợ nó sẽ bị yếu. Đấy, nằm lên thì cái sức nặng của người thì nó sẽ không chạy nổi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5, 5 chế độ nhá. Đấy. Mỗi chế độ thì nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác. Đó. Đây. Mỗi chế độ nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác nhá. Thì tùy theo cái chế độ để nó sẽ chạy, nó sẽ đảo bi để nó massage cho cơ thể các bác nhá. Đó. Và khá là tiện dụng luôn. Công tác công tiếc thì rất là ngon. Đấy các bác nhá. Đó. Của nó thì nó sẽ là bằng một cái lớp vải bóng như này khi mình dùng. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái dạng là gel, dạng là vải cước mềm nhá. Đấy, khi các bác dùng massage nó khá là tốt luôn. Mỗi bên của nó sẽ có tới cho các bác là 8 viên bi, tổng là 16 viên bi. Đấy, lên cho em là massage 16 bi nhá. Đó. Massage 16 bi, giá thì sẽ là 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này nhá. 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này. Các bác lên cho là massage 16 bi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô, đó là cái bóng đèn
bóng đèn 5 cánh các bác nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh. Con này thì hàng bên shop bán khá là nhiều rồi. Công suất của nó thì nó sẽ là 100W cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, đèn gấp 5 cánh như này. Đấy. Dòng này của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy. Các bác lên cho em là đèn 5 cánh nhá, khá sáng luôn. Đây. Đấy, đèn 5 cánh, khá sáng luôn các bác. Công suất của nó sẽ là 100W thôi nhá. Đấy, 100W đây. Nó sẽ có 5 cánh như này. Đấy, đây. Công suất 100W này. Đấy. Công suất 100W. Con này thì nó sẽ là điện 100 đến 240V. Cho nên các bác sử dụng điện 220 thoải mái, tại vì các cái dòng LED như này thì nó không hạn chế về các cái công suất. Đây các nhá. Khá là sáng luôn các bác. Đấy. Rất sáng các bác. Đấy. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Đó. Giá bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Một con đèn 5 cánh chất lượng như này. Đấy. Đèn 5 cánh chất lượng như này các nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Các bác có thể gấp gọn được luôn nhá. Gấp gọn được luôn, rất là tiện. Đó. Gấp gọn là mở ra nó rất là tiện. Đuôi của nó thì nó sẽ là đuôi phổ thông. Đuôi xoáy E27 rất là phổ thông luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Đó, đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh này, giá của nó sẽ là 120k cho con đèn 5 cánh này. Đấy. Giá khá là tốt để phục vụ các bác nhá. Đó, giá khá là tốt luôn. Đấy, lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120k các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu vàng của nhá, cá sấu vàng. Đây. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng như này. Đó, một thắt lưng như này. Đấy. Mặt hình cá sấu rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy. Cá sấu đựng trong hộp vàng như này cho nên là bên em gọi nó sẽ là cá sấu vàng, rất là đẹp luôn các bác. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 cho một cái thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Đó. 140k các bác nhá. Đấy. Lên mã cho em là cá sấu vàng con này, rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt dây này, đấy, màu sắc rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Khóa thì cực kỳ là ngon và dây cũng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Thắt lưng cá sấu vàng, khóa lên cho là thắt lưng cá sấu vàng nhá. Khóa kiếc của nó khá là ngon luôn các bác này. Đó, khóa rất là ngon luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Đấy. Siêu hạt rẻ cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng các nhá. Đấy. Lên mã cho em là thắt lưng cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con thắt lưng cá sấu vàng như này, rất đẹp các nhá. Hàng đựng trong hộp rất đẹp luôn, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đấy, lên cho em là cá sấu vàng nhá. Đấy. Cá sấu vàng, đó. Cá sấu vàng này, giá của nó sẽ là 140k. 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là cái thắt lưng dù Mỹ nhá. Đấy. Tôi lên cho em là thắt lưng dù, nó sẽ dùng bằng dây dù như này, hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy. Lên cho em là thắt lưng dù Mỹ, hàng thương hiệu dép đây. Đó. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ luôn. Đó. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Đây. Dài của nó thì 1m1 nhá. Con này cơ chế của nó hoạt động thì cực kỳ đơn giản. Các bác chỉ cần đẩy vào như này, sập cái lẫy này vào là xong. Đó. Hàng của thương hiệu dép này, đó, hàng thương hiệu dép rất chất lượng cho bác luôn, chữ nổi luôn. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của một cái công ty chuyên sản xuất đồ cho quân đội Mỹ nhá. Đây. Đấy, quân đội Mỹ này, từ năm 1961 cơ các bạn. Công ty này của nó thì khá là lâu đời rồi nhá. Đấy, dép 1961 này. Đấy, AFS các bạn này. Đó. Khá là lâu đời nhá. Đấy. Và dòng này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng như này. Giá của nó chỉ có 80k thôi. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đấy. Thắt lưng dù. Đấy, nó làm bằng dây dù như này mà, bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng chán thì các bác vứt đi thôi. Chứ chả bao giờ hỏng được cả, kể cả những cái chốt trước của nó cũng đều là dạng chốt khá là cơ động. Dùng cho quân đội cho nên là nó khá là cơ động luôn. Dây của nó thì dai. Đấy, nói chung là dùng chả bao giờ hỏng cả. Chán thì vứt đi. Cũ quá thì vứt đi mua khác thôi. Mà giá thì nó gọi là quá bèo bọt rồi các bạn. Đó, 80k. Lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đó, thắt lưng dù. Giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc này. 80k trên một chiếc như này các bạn nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 200. Đấy, đợt này về cho bác giá là 180.000. Đấy, nhưng mà riêng trên video ngày hôm nay thì về cho các bác cái giá còn tốt hơn nữa. Đấy, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho con súng thư giãn như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k thôi. 170k cho con súng thư giãn như này. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn.
giá này là giá tri ân các bác nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu súng như này, một cái đầu súng như này, kèm thêm cho các bác là bốn đầu massage khác nhau, bốn đầu massage khác nhau. Con này chạy thì cực kỳ là khỏe luôn các nhá, chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, đây các bác, khi các bác bật thì giữ lì cho em, tắt bật là giữ lì các nhá, và tăng giảm số thì mình cứ nhấn đều này sẽ tăng giảm số này, nó sẽ có 6 cấp độ này. Đó, đây. Nó chạy khá là khỏe luôn mấy nhá. Đó. Chạy khá là khỏe luôn. Đấy, đây. Đấm vào các cái bắp cơ các bác này, rung cơ lên luôn các bác nhá. Đó, rung các bắp thịt lên luôn. Đó các bác thấy không? Đó. Nói chung là con này giá 170.000 mua quá được các bạn. Các bác mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trong gia đình nhà mình. À, bà đấm cho ông đấm cho bà, ông bà đấm nhau các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Lên mã cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, con này trước em còn đang bán là 250.000 cơ. Nhưng mà đợt này hàng nó về giá số lượng và về rất giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ mũi khoan tháp các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ mũi khoan tháp này. Bộ này của nó thì sẽ là 180.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là tới 5 mũi tất cả các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Unica của Nhật nhá. Đấy. 5 mũi to nhỏ lớn bé khác nhau, đầy đủ các kích thước các bác để các bác lựa chọn nhé. Đây, hàng thương hiệu Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì các bác khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt đều ok hết nhá. Đấy, khoan sắt, khoan gỗ, khoan thép, khoan inox, khoan nhôm kính đều được hết nhá. Đó, giá thì chỉ có 180.000 cho bộ 2-4-5 mũi như này. Lên xem là bộ 5 mũi khoan tháp nhá, hàng thương hiệu Unica Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, giá thì sẽ là 180k. Lên xem là bộ 5 mũi khoan tháp, bộ 5 mũi khoan tháp các nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Các bác dùng thì bác nào làm thợ làm nghề biết rồi, bắt buộc phải có cái này dùng nó mới tiện dụng và đa di năng được nhá. Lên trên là bộ 5 mũi khoan tháp các bạn. Đó. Giá sẽ là 180k theo bộ 5 mũi khoan tháp như này. 180.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đũa inox các nhá. Đấy. Lên trên là đũa inox này. Đấy, đũa inox như này. Bao gồm cho các bác một hộp này sẽ là 5 đôi. 5 đôi nhá. Đấy, một hộp này sẽ là 5 đôi. 24 10, 24, 6, 8, 10. 5 đôi đũa như này. Hàng đũa inox 304, hàng cực kỳ dày dẫn, không lo bị trơn trượt nhá. Đây, Su 304 các bác này. Đấy, Su 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng này thì của nó sẽ là hàng Đức xuất Nhật nhá. Hàng Đức xuất Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k. 55k cho một hộp đũa 5 đôi như này. 55.000 nhá. Giá quá rẻ luôn các bác. Đó, 55.000. Cho hộp đũa 5 đôi nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Các bác lên cho em là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Đó, đèn sông này. Đấy, tinh dầu này. Đuổi muỗi. Đấy, cái này thì nó đuổi muỗi đi hết luôn. Đuổi muỗi hoặc là muỗi có con thì nó sẽ bị dị ứng và nó chết các bác nhá, hoặc là đuổi nó đi. Đấy, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Nó sẽ có cho các bác là hai lọ tinh dầu như này. Kèm theo bác là hai lọ tinh dầu. Hàng này thì cực kỳ an toàn cho bà mẹ và trẻ em luôn. Đó, hàng này của nó xuất đi cả Ả Rập các kiểu đây các bác này. Đấy, chữ Ả Rập đây. Đó, an toàn cho bà mẹ và trẻ em nhá, chuyên để đuổi muỗi nhá. Đấy. Thì về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào đây cho em. Xoáy cái nắp của lọ tinh dầu ra. Đó, sau đó thì mình xoáy vào đây. Các bác xoáy cho em cái nắp trắng này ra, bỏ cái nắp trắng này đi. Đó, các bác bỏ cái nắp trắng này đi, xoáy trực tiếp vào cái đèn sông tinh dầu này. Sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó. Các bác cứ bật lên cho em. Đó, bật công tắc lên là nó sẽ tự hút tinh dầu nó đẩy ra nhá. Và con muỗi nó sẽ dị ứng, nó sẽ bay đi thôi. Đấy, hoặc là nó sẽ có con thì nó sẽ bị chết cơ nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là muỗi nó sẽ dị ứng với cái mùi tinh dầu này mà nó sẽ bay đi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 các bác nhá. Không thể tin nổi luôn. Một đèn và hai tinh dầu như này mà giá chỉ có 80k thôi. Đó. Bên shop thanh lý được cái giá nó khá là tốt cho bác luôn. Đèn sông tinh dầu đổi muỗi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một cái bộ đèn sông tinh dầu đổi muỗi như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ V46 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là V46. Đấy, một cái bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đâu đó vào khoảng là trên 40 chi tiết coi nhá. Trên 40 chi tiết cho một cái bộ như này. Đó. Trên 40 chi tiết và khá là đẹp luôn các bác nhá. Khá là đẹp luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 đầu vít này, 12 đầu vít khác nhau.
cộng với lại một tay công, một tay xoáy vít nhá. Tay này gọi là tay xoáy vít các bác này. Đấy, tay xoáy vít đây. Đấy, tay xoáy vít các bác có thể lắp mũi vít vào đây để mình xoáy này. Đấy, để mình xoáy tô vít này các bác này. Đấy. Hoặc là các bác có thể lắp cái đầu đầu lục giác vào đây, lắp cả đầu lục giác vào đây cũng ok để mình xoáy cái đầu lục giác này, rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái tay xoáy nhanh này. Tay xoáy nhanh như này, các bác chỉ cần sập này là xong. Đó. Sập này để mình xoáy này. Khá là ok luôn nhá. Đấy, sập này là xong. Đó, xoáy nhanh đảo chiều được luôn nhá. Con này cả xoáy nhanh cả đảo chiều được luôn, rất là ngon. Đấy. Nó sẽ có cả cho các bác là tay nối dài như này. Kèm thêm cho các bác là cái tay, nó gọi là cái tay này nó sẽ là cái tay ngoằn nghèo này để các bác đưa vào vị trí khó này. Đấy. Một cái bộ vít như này mà giá là bao nhiêu các bác? Đây, chọn bộ sản phẩm như này, 12 đầu vít cho một bên là 24 đầu vít, 2 4 6 8 10. Tức là 20 đầu vít này, 2 4 6 8 10 11, 22 cái đầu vít như này cộng với lại đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các tay công rồi tay nối dài như này. Chọn bộ sản phẩm như này. Các bác lên cho em là V46 nhá, V46. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là V46 này. Giá sẽ là 130k nhá. Không thể tin nổi luôn. 130.000 cho một cái bộ vít 46 chi tiết như này. Lên cho em là V46, giá sẽ là 130k. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao này. Con này thì cũng khá là đa dụng luôn. Các bác có thể dùng để hấp bánh bao này, hấp đồ ăn này, hoặc là các bác dùng để đựng hoa quả cũng được. Đây. Đấy, đựng hoa quả rất là ok nhá. Đây nó dùng để đựng hoa quả này. Đó. Bên này thì nó dùng để hấp bánh bao này. Đó. Lên cho em là khay hấp bánh bao, giá sẽ là 50k. Đó. Khay hấp bánh bao. Khay hấp này. Bánh bao. Bánh bao nhá, giá của nó sẽ là 50k cái khay hấp bánh bao như này, 50.000 thôi các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 50.000 cái khay hấp bánh bao như này. Giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Rồi, ok. Vâng, chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, và đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship. Các bác nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship thôi nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200k trở lên thì sẽ được bao ship thôi. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái đây, nó là sẽ là một cái con này thì các bác lên cho em là bật lửa đại nhá. Đấy, nó sẽ là một con bật lửa rất là to như này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác bơm ga vào đây cho em này, ở đây sẽ có cái đít để các bác về bơm ga và có cái lẫy khóa, thì khi mà các bác sử dụng thì mới mở cái khóa này ra cho nó an toàn này. Còn bình thường các bác khóa lại để tránh cái việc là mình bỏ vào túi hoặc va chạm nó sẽ lên lửa này. Thứ hai là có điều chỉnh cái lượng lửa to nhỏ nhá. Thì con này nó sẽ như một cái khò ga luôn nhá, như một cái khò ga luôn. Thì các bác có thể dùng làm khò ga hoặc dùng làm bật lửa hoặc là nhóm bếp hoặc là đa di năng được nhá. Đó, rất là đẹp như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng xịn sò các bác này. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Lên cho em là bật lửa đại nhá, bật lửa đại. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đấy. Các bác lên cho em đó là bật lửa đại này, bật lửa đại giá sẽ là 180.000. Về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em. Đó. Bật lửa đại nhá. Đó. Bật lửa đại này. Giá của nó sẽ là bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca luôn cho nó tránh khỏi nhầm. Đấy, bật lửa đại ca, giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, thì hàng này chiều dài của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, có cái lẫy khóa có này. Bình thường các bác không thể bật được đâu, chỉ mở cái lẫy khóa này ra thì mới bật được này. Đấy, hàng của thương hiệu Robon của Nhật nhá, Robon của Nhật. Đó, có lẫy để điều chỉnh ga luôn, rất là chắc chắn nhá, bằng hợp kim này, hợp kim rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó, bóp rất là ngon nhá. Thì các bác cứ bật như này là nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động đây rồi, và bơm ga vào cho em là xong, nó giống như một cái bật lửa thôi. Đó, lên cho em là bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Bật lửa đại ca 180.000. Đây. Đấy, 180.000 cho một con bật lửa đại ca này nhá. Về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em nhá, tự bơm ga nhá. Tự bơm ga này, đó. Về nhà thì tự bơm ga vào cho em tại vì là chưa có ga đâu nhá, chưa có ga, về nhà các bác tự bơm ga. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác kia, các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc nhá. Thì con này các bác có thể dùng để hút thuốc lào, hút thuốc lá đều được hết nhá, hút thuốc lào, hút thuốc lá đều ok hết. Đó, lên cho em là tẩu thuốc nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là tẩu thuốc, con này thì dùng rất là tiện. Các bác có thể về mình sử dụng để
có thể là mình hút thuốc lào này, hút thuốc lá cũng đều được các bác nhá. Đấy, ở đây nó sẽ là một con tẩu như này. Và bên shop về thì nó sẽ có hai màu các nhá, một là màu đồng, hai là màu vàng nhá. Đấy, một màu đồng, một màu vàng. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy, một màu đồng, một màu vàng. Đây, hàng thì của nó sẽ là bằng cái này thì của nó sẽ là bằng dạng như là bằng cái này, nó là bằng nhựa thôi, bằng nhựa nhưng mà nó là nhựa dạng như là nhựa cao cấp đây các bạn. Đấy, nhựa cao cấp và mạ đồng rất là đẹp luôn. Đây là cái đầu ti của nó này. Đấy, cái đầu ti này của nó thì hình như nó là bằng thép nhá. Đầu ti này thì bằng thép. Đấy, còn cái thân này thì bằng nhựa nhá, bằng nhựa. Thì các bác có thể dùng để mình hút thuốc lào cũng được này. Đấy, cho thuốc lào hoặc cho thuốc lá vào đây. Đấy, con này thì chủ yếu là để hút thuốc lào thì ok hơn nhá, hút thuốc lào thì ok hơn. Đấy, thì các bác lên cho em là lên mã giúp cho em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em là tẩu thuốc nhá. Có sẽ có màu vàng và màu đồng nhá. Có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Các bác lên mã giúp cho em là tẩu thuốc nhá. Đó, tẩu thuốc này. Tẩu thuốc bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k thôi. 70.000 cho một cái mã tẩu thuốc thôi nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70 cành thôi. 70 cành cho một em tẩu thuốc như này các bác này. Đấy, lên cho em là tẩu thuốc. Giá của nó sẽ là 70k nhá. Thì sẽ có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, con này thì rất là hay, các bác có thể mua về để mình hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng làm đồ siêu tầm cũng được. Tẩu thuốc 70k. Sản phẩm tiếp theo đó là, nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm tiếp theo, đó là cái ba lên mã giúp cho em, đó là cái các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn nó sẽ là một cái đầu như này các bác này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cái đầu mũi khoan, máy khoan cầm tay cho em. Máy khoan cầm tay nhá, khoan pin hoặc khoan điện cầm tay đều được hết. Đấy, đưa vào là mình cắt cái miếng tôn đi rất là ngọt luôn. Đó, lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Thì khi mà về nhà các bác lắp vào nó sẽ như trên hình như này này. Đấy, như trên hình như này các bác này. Đây, lắp ráp thì như trên hình như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Ừ, đầu cắt tôn giá sẽ là 140k nhá. 140 cành cho cái đầu cắt tôn này. Đấy, lên mã cho em là đầu cắt tôn. Giá sẽ là 140.000 đấy, em có video luôn. Đây các bác này, lắp ráp thì nó chỉ có đơn giản như này thôi. Đấy, sau đó thì lắp ráp xong thì mình đưa vào mình cắt thôi. Đây, cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, nó cắt rất là ngon như này thì các bác làm thợ làm nghề hoặc là các bác bên dân chế cháo thì sử dụng cho em rất là ok. Chỉ cần lắp vào sau đó thì mình quặc vào là xong. Nó rất là tiện này. Các bác có thể dùng để mình cắt tôn này rồi cắt các cái cắt sắc bén cho lưỡi cắt bín. Anh em quan tâm sản phẩm bấm vào link mua hàng bên dưới. Cảm ơn anh em. Kèm kỹ thuật xây dựng không nên bỏ qua sản phẩm này. Đầu cắt tôn gắn máy khoan pin, khoan điện cắt được tôn sóng, tôn thẳng khí đắt, phiên bản mới nhất, hàng chính hãng nhiều cải tiến mới và bền bỉ hơn mẫu cũ, giúp thi công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức. Lưỡi cắt tôn làm bằng thép hợp kim độ cứng và độ bền cao. Lưỡi cắt sắc bén cho lưỡi cắt bín. Anh em quan tâm sản phẩm bấm vào link mua hàng bên dưới. Cảm ơn anh em. Đó, rất ok các bác nhá. Đây, sản phẩm nó sẽ là một cái đầu chuyển như này các nhá, một cái đầu chuyển như này. Các bác chỉ cần lắp vào đây là nó sẽ xoay này. Đấy, nó xoay nó sẽ cắt này. Và các cái đầu gông rồi vít viết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái đầu cắt tôn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là, nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay các bác nhá. Các bác lên cho em là ống nước găng tay lao động các bác nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là bên shop có bán theo combo và bán lẻ. Bán lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên nhá. 5 đôi thì sẽ là 40.000. Còn các bác mua combo cả một bịch như này. Một bịch này là 12 đôi và giá thì chỉ có 70k thôi nhá. 70k. 70.000 trên một bịch 12 đôi nhá. 70.000 trên một bịch 12 đôi. Còn mua lẻ thì 5 đôi nhá. Đấy, mua lẻ thì từ 5 đôi trở lên này. Đấy, từ 5 đôi trở lên và giá sẽ là 40.000. Con này thì dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Đây các bác này. Đấy. Dòng này thì của nó cái độ co giãn của nó rất là cao và rất là ôm tay nhá. Đây các bác xem đeo vào cái tay của em này. Tay to tay nhỏ đeo vừa hết nhá, và nó rất là ôm tay luôn. Ở đây thì nó sẽ có các cái hạt cao su. Có cái hạt cao su như này để các bác cầm nắm nó dễ dàng và không bị trơn trượt nhá, không bị trơn trượt. Đó, kể cả em có cầm bút viết cũng rất là ok nhá. Đây em cầm bút viết các bác này. Đấy, nó sẽ có cao su này rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Lấy cho anh cái bút khác tí nào. Găng tay lao động này. Giá thì sẽ là 5 đôi thì sẽ là bằng 40k nhá. 5 đôi là 40k. Và một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. Bịch 12 đôi là 70.000. Còn 5 đôi sẽ là 40.000 các bác này. Đấy, 5 đôi là 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là, nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
cái kìm vàng các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm vàng này. Đấy, kìm vàng. Đấy, cầm cho anh ở cái kìm đỏ ra đây. Đấy, thì con kìm vàng này thì giá sẽ là 130.000. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc dòng hàng hàng Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Hàng Nhật xuất Mỹ. Đó, hàng Nhật xuất Mỹ. USA các bác này. Đây, USA các bác nhá. USA, hàng Nhật xuất Mỹ. Đấy, thì con này bên shop bán nó sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Giá sẽ là 130.000 cho một con kìm vàng như này. 130k các nhá. 130k cho con kìm vàng như này. Hàng Nhật xuất Mỹ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là kìm vàng, kìm vàng. Giá sẽ là 130k. Đó, 130k. Con này thì nó sẽ có các cái công năng. Thứ nhất là dùng để tuốt dây này. Thứ hai là dùng để bấm cốt nhá. Bấm cốt này. Đấy. Tuốt dây, bấm cốt rồi xoắn dây rồi vặn ốc rồi đa di năng luôn, cắt dây. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái kìm đỏ này. Đấy, con kìm đỏ với con kìm vàng này thì cũng đều là hàng của Nhật hết nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa Nhật này, Japan này. Đó. Con kìm đỏ này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k thôi, 100k cho con kìm đỏ như này. Con này thì nó sẽ ưu điểm là có một cái lò xo như này thì lúc nào nó cũng ở chế độ là đẩy, cho nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, và con này cũng rất là ngon luôn. Và con kìm vàng này thì to, dày dẫn hơn một chút nhá, to cứng cáp hơn một chút. Thì con kìm vàng này sẽ là 130.000 và con kìm đỏ này thì giá của nó sẽ là 100k nhá. Con này thì các bác lên cho em là kìm đỏ, giá sẽ là 100.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đó, kìm đỏ này. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con kìm đỏ như này. Đây, con này là kìm đỏ này. Kìm đỏ giá sẽ là 100k. Còn con này thì sẽ là kìm vàng là 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái con đèn hộp nhôm nhá. Nó đựng trong một cái hộp nhôm như này cho nên bên shop lên nó là đèn hộp nhôm. Sẽ bao gồm cho các bác là đèn, dây sạc rồi quai đeo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, và con này nó sẽ là có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đầu tiên thì các bác bật đèn cho em này. Đấy, bật đèn này. Đó thì nó sẽ là đèn rất là sáng luôn mà có chức năng là sáng mạnh, sáng vừa và đèn đỏ này. Đấy, đèn vàng, đèn trắng, đèn đỏ và cảnh nhấp nháy cảnh báo cho các bác luôn. Đó. Và đèn của nó thì siêu sáng luôn nhá. Các bác nhìn trực tiếp vào là sẽ rất bị hại mắt đấy, tại vì nó ánh sáng của nó rất là mạnh. Cho nên là các bác tránh trực tiếp nhìn vào thẳng vào đèn nhá. Rất sáng luôn các bác này. Sáng trắng luôn. Đó. Nó sẽ có đèn ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo. Ngoài ra thì nó sẽ có một con bật lửa nhá, thì các bác giữ lì cho em cho đèn nó lên là bật lửa sẽ lên này. Đấy, và các bác nhấp này nó sẽ tắt này. Khi bật thì giữ lì cho em. Khi bật thì giữ lì các bác nhá. Đấy, còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ tắt thôi. Đấy, nó rất là tiện dụng cho bác luôn. Bật thì giữ lì giúp cho em nha, giữ lì cho nó lên này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp nhẹ phát này là nó sẽ tắt này. Đấy, nhấp này là nó sẽ tắt luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một con đèn hộp nhôm như này. Lên cho em là đèn hộp nhôm, giá sẽ là 100.000 nhá. Đó. Lên cho em đèn hộp nhôm này, giá sẽ là 100k cho con đèn hộp nhôm như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 các bác nhá. Xịt RP7, các bác lên cho em là xịt RP7, giá chỉ 35.000 thôi. Dòng này thì nó sẽ là dòng của Australia các bác nhá. Australia các bác này, đây. Đấy, Australia này các bác này. Đấy. Dòng này của nó sẽ là của Australia. Con này thì công năng của nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, làm ngưng các tiếng kêu phát ra từ các vật liệu bị cọ sát này và rất là nhiều các công dụng khác nhau nữa. Đợt này thì lô này nó sẽ thêm cho bác là 25g. Đó. Và giá không đổi nhá, giá của nó sẽ là 35k. Lên cho em là xịt RP7 35k cho một bình xịt như này nhá. 35k cho một bình xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Các bác lên cho em là đuôi lò xo. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này thôi. 35k cho một con đuôi lò xo như này. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một đuôi có ổ cắm mà có công tắc luôn, rất là tiện, và đuôi của nó sẽ là thuộc dòng đuôi lò xo như này các bác nhá. Rất là tiện luôn. Thì các bác dùng để mình sơ cua, ví dụ như là mình cần phải có bóng đèn thắp sáng di chuyển các vị trí thì các bác chỉ cần là thắp cho em quả bóng đèn vào đây thôi. Sau đó thì mình cắm vào là xong. Đó, và các bác có thể rút ra di chuyển ở các vị trí này nọ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo A nhá. Đuôi lò xo A giá sẽ là 35k nhá. 35.000 thôi. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Keo vá tường này. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng keo như này các bác này. Đấy, một cái dòng keo như này. Và con này thì rất là tiện nhá. Các vết tường bị thấm rột rồi loang bong chốc rồi ẩm ướt, các bác cạo cái cũ đi. Sau đó thì các bác bôi cái mới này lên cho em. Bôi mới lên cho em đây các bác. Đấy, khi bôi lên bề mặt thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, bôi lên thì nó sẽ như này. Và nó sẽ giúp cho các bác là đánh các cái vết bẩn bị ố rồi bong chốc là các thứ là các bác bôi lên cho em là ok nhá. Đấy, đây em sẽ có video thực tế cho bác xem này. Keo vá tường tiện lợi. Đây các bác nhá, các cái vết tường của nhà mình nó bị bong chốc rồi bị nứt các thứ như này các bác này. Đấy. Thì các bác đưa vào các bác vá vào cho em. Đó.
Đấy, vá cho em là ok luôn các bạn này. Đấy, mình vá sau đó thì mình dùng cái bàn tà lột mình vuốt nó đi thẳng đẹp cho các bác luôn, sạch sẽ nhá. Đấy, cực kỳ là tiện lợi các bác này. Đấy, các cái chỗ tường bị bong chốc thấm rột này. Đấy, ví dụ như là nó bị ẩm ướt này, hoặc là trẻ con vẽ bậy lên tường này, các bác dùng các bác ấy đi cho em là xong. Đó, rất là ngon nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ keo vá tường. Lên cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho lọ keo vá tường rồi ok. Đây rồi em lại quay trở lại các bác nhá. Thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các bác cứ mua đủ 200 là bao ship thôi. Mua nhiều, mua ít, mua thế nào cũng được. Cứ đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, đơn giản vậy thôi các bác nhá. Và lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng các bác cứ mua tưng bừng, mua nhiệt tình lên. Từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship, nó rất là đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó, mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop. Nay về cho bác cái lô mũ da bò nhá. Mũ da bò, hàng này thì nó sẽ là hàng của Ý nhá, hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì rất là tốt nhá. Đây. Đấy, hàng của Italia các bác này. Đây. Made in Italia nhá. Made in Italia các bác này. Đó, Italia. Đó, hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Gucci nhá, hàng thương hiệu Gucci đấy các bác này. Đấy, Gucci. Các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 350.000 cho một con mũ da bò như này. Có lên cho em là mũ da bò nhá. Mũ da bò, giá sẽ là 350.000. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy, đây trên một cái đỉnh đầu này của nó có một cái núm rất là đẹp này. Và cái khuy này của nó thì sẽ là khuy co giãn bằng đồng như này nhá. Đấy, bằng đồng như này thì các bác có thể mình cho ra cho vào bằng cái khuy bằng đồng này cho em này, rất là chắc luôn nhá, rất chắc này. Đấy, khuy bằng đồng như này có thể điều chỉnh đầu to đầu nhỏ đội được hết nhá. Và giá thì rất là tốt cho các bác luôn đây. Đấy, để em sẽ lên hình. Đây các bác này. Đấy, một con mũ này. Đội vào rất là chất chơi con rơi luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp các bác này. Các bác có thể mình đội để đi chơi, đi học, đi làm, đi du lịch. Đấy, đều ok hết các bác nhá. Đó, đội vào khẳng định đẳng cấp thương hiệu luôn. Đó, giá thì chỉ có 350.000 thôi. 350.000 và bao ship đến tận nhà. Có thể kiểm tra và thanh toán nhá. Kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. 350.000 lên cho em là mũ da bò nhá. Mũ da bò 350.000. Bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Mũ da bò này, mũ da bò giá sẽ là 350k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Màu đen, màu nâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đeo hông nhá. Túi đeo hông, chất liệu của nó 100% bằng da bò hết nhá. Đấy, các cái loại, các cái đồ da bên em là bằng da bò hết nhá. Đấy, túi da bò này thì các bác lên cho em là túi đeo hông nhá. Con túi đeo hông này thì sẽ là 130.000 này. Khóa bằng đồng và chất liệu là da bò tự nhiên nhá. Đây, phần khuy phần kiếc này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Có quai để các bác đóng này. Đấy, quai đóng này các bạn. Đấy, để các bác đeo vào hông nhá. Thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đựng tiền này, rồi đi buôn đi bán rất là tiện cho các bác luôn. Rất đẹp các bác nhá. Đấy, chất liệu là da bò tự nhiên này. Con này các bác có thể dùng để mình đây. Đấy, xoắn chiếc thoải mái bỏ ra nó lại như bình thường nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con túi đeo hông như này nhá. Lên xem là túi hông nhá. Túi đeo hông 130.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái túi chéo nhá. Túi hông thì có hai màu, màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh này. Đấy, túi đeo hông bên shop có hai màu, màu nâu và màu xanh như này. Đó, hai màu nâu màu xanh nhá. Tiếp theo thì túi chéo nhá. Túi chéo cũng có cho các bác là hai màu luôn. Đó là màu nâu và màu xanh. Đấy, túi chéo cũng có hai màu nâu và màu xanh như này. Rất là đẹp các bạn. Đấy, túi đeo chéo nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn chính này. Ngăn chính khá là to rộng rãi luôn. Tiếp theo là đến hai ngăn phụ ở mặt đằng trước nhá. Mặt trước thì sẽ có hai ngăn phụ này và mặt đằng sau có một ngăn phụ nữa này. Đấy, một ngăn phụ nữa. Đó, thì tổng cộng là rất là nhiều ngăn nhá. Và con này thì các bác lên cho em là túi đeo chéo nhá. Chiều cao này khoảng 25 rộng 20, cao 25 rộng 20. Con này thì sẽ là túi chéo cũng có màu nâu và màu nâu và màu xanh như này, màu nâu và màu xanh như này. Giá thì sẽ là 140.000. Tiếp theo thì túi vuông nhá. Đấy, con này thì sẽ là một cái túi vuông này. Các bác lên cho em là túi vuông nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con túi vuông như này sẽ là 180.000 cho một con túi vuông nhá. Túi vuông sẽ là 180.000 thì con này to hơn. Đấy, và nó đắt hơn một chút thôi. Quai của nó các cái phần khuy khuyết đều bằng đồng hết nhá. Và quai là vải dù trần với lại da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên này, rất là đẹp luôn. Con này thì các bác dùng thì nó khẳng định cái đẳng cấp, cái thương hiệu của gia chủ luôn các bác nhá. Đó, đây, sập này cho em này, rất là tiện dụng nhá. Đây. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Chiều rộng là 20, chiều cao là 25 nhá. Rộng 20, cao 25. Và khi mà mở hết cổ ra thì nó vào khoảng từ 8 đến 10 cm. Đấy, đằng trước hai ngăn, đằng trước hai ngăn, đằng sau một ngăn và một ngăn chính này. Và bên trong thì nó lại chia ra làm hai ngăn nữa, một ngăn có khóa và một ngăn không. Đấy, một ngăn khóa, một ngăn không như này.
lên cho em là túi vuông nhé, con túi vuông này thì sẽ là 180.000 đó, lên mã cho em là túi vuông này, túi vuông giá của nó sẽ là 180k nhé, 180.000 thôi mã túi vuông này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi đồng tăng áp nhé, vòi đồng tăng áp thì con này nó sẽ là một cái vòi tưới cây đấy, và rất là đa di năng cho bác luôn đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái cút như này, ba cái cút nối này, một cái đầu vòi như này, và có thể điều chỉnh đầu vòi bằng đồng như này nhá, và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để mình xịt rửa này, rửa xe này, rồi tưới cây này, rồi bơm nước các thứ, và có các cái đầu để các bác kết nối với các cái nguồn nước khác đây, các cái đầu cút như này, các cái đầu cút như này để các bác kết nối với các cái nguồn nước, nó cũng rất là tiện dụng thôi đó. Thì lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp nhá, giá sẽ là 50k thôi, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này, rất là tiện dụng luôn. Rồi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Đấy. Vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái túi du lịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là ba lô du lịch đây, ba lô du lịch. Con này thì nó cũng có dây đeo như này các bác nhá, dây đeo như này. Đấy, có dây đeo như này. Con này thì nó sẽ là bằng da công nghiệp thôi, chứ còn nó không phải là bằng da bò đâu. Tại vì là giá nó rẻ thì không lấy đâu ra có da bò được các bác nhá. Đó. Một con túi to như này, chiều dài của nó thì khoảng 50, chiều rộng là 20 nhá, chiều dài 50 và rộng là 20. Và con này thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đấy, đi du lịch rồi đi công tác này, hoặc đi đâu cũng được. Các bác đựng đồ hoặc đi học đi làm đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi du lịch nhá, lên cho em là ba lô du lịch. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá, 120.000. Thì các bác lên mã lại giúp cho em đó sẽ là ba lô da nhá. Đấy, ba lô da. Đấy, thì nó sẽ là hàng bằng da như này các bác này. Đấy. Thì các bác lên cho em là ba lô da nhá, ba lô da. Đấy. Giá của nó sẽ là ba lô da này, giá của nó sẽ là các bạn lên cho em là ba lô da nhá, giá của nó sẽ là 120.000 nhá, 120.000 cho cái ba lô da như này các bạn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Đấy, giá sẽ là 120.000. Được không? Lên mã cho em là ba lô da nhá, giá của nó sẽ là 120.000 cho cái ba lô da như này, kích thước của nó là 50 nhân với lại 20. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác kia đèn 5 cánh nhá. Các bác lên cho em là đèn 5 cánh. Thì con này siêu sáng cho bác luôn, công suất của nó sẽ là 100W nhá, 100W. Lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000. Đèn 5 cánh này, đèn 5 cánh nhá. Giá sẽ là 120k cho một con đèn 5 cánh như này. Công suất của nó sẽ là 100W nhá. Đây, công suất 100W này. Độ sáng là 65.000k nhá. 6.500k. Đó. Đây, rất sáng cho các bác nhá. Đây, đây các bác này. Đấy, đây một con đèn 5 cánh này các bác này. Sáng chói sáng chang luôn các bác nhá. Đấy, chỗ em quay đây. Đấy, đèn 5 cánh rất là sáng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 thôi, 120.000 cho một con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn mà dùng nó rất là bền. Các bác có thể về để mình sử dụng ở gia đình nhà mình nhá. Lên theo là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000, 120.000 cho cái mã đèn 5 cánh. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn dầu các bác nhá. Lên mã giúp cho em là đèn dầu. Con này thì nó sẽ chạy bằng dầu, về nhà các bác đổ dầu vào đây cho em. Ví dụ như đề phòng mưa gió bão bùng này. Chất liệu của nó thì sẽ là bằng hợp kim và giả đồng nhá. Đấy, bằng thép và sơn giả đồng rất là đẹp các bác này. Về nhà các bác xoáy cái bấc này, xoáy cái này ra cho em này. Sau đó thì các bác đổ dầu vào đây nhá. Đổ dầu vào đây là mình sử dụng thôi. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác nhá. Và đây thì khi mà các bác sử dụng thì các bác nâng cái lẫy này lên cho em này, sau đó thì mình châm lửa vào này, châm lửa sau đó thì các bác lại thả xuống cho em. Đó. Cái này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa trong nhá. Đây, nhựa trong và chịu nhiệt này. Các bác đốt thoải mái luôn. Và đây thì nó sẽ có cái bấc này để các bác có thể điều chỉnh tăng hạ bấc rất là ok. Dòng này thì sử dụng bằng dầu nhá. Về nhà các bác mua dầu mazut ấy, dầu đốt, các bác đổ vào cho em là mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em là đèn dầu chiều cao khoảng 25cm và chiều rộng thì khoảng 15cm. Đó, rất là đẹp các bác. Con này thì các bác có thể vừa dùng để mình trang trí này, trang trí để co, hoặc là mình dùng khi mà mất điện cũng được. Mất điện thì mình có một cái đèn dầu này mình thắp cũng rất là ok. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 135.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu, giá sẽ là 135k. Đó, đèn dầu nhá. Lên cho em là đèn dầu này. Giá sẽ là 135k cho một mã đèn dầu như này, 135.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là thuộc dòng bằng thép và sơn tĩnh điện rất là đẹp nhá. Hàng như kiểu là hàng cổ nhá, hàng cổ rất là đẹp luôn. Đó. Lên mã cho em là đèn dầu 135.000 nhá, 135.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà hai lạng, bình trà inox nhá, trà inox hai lạng. Đấy, con này sẽ là bình trà inox hai lạng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bình trà inox hai lạng như này, giá của nó sẽ là 100, con inox hai lạng này sẽ là 130.000 nhá. Hai lạng này là 90.000 à?
thì nó sẽ có hai cho các bạn hai màu 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 đen và màu đỏ đô nhá, màu đen và màu đỏ đô như này. Đấy, con này thì các bác có thể thứ nhất là đựng trà này, thứ hai là đựng cà phê này, thứ ba là các bác có thể đựng các cái loại hạt cũng rất là ok luôn, đựng các loại hạt rất là ok nhá. Thì các bác lên xem là bình inox nhá, bình inox thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu màu đen và màu đỏ như này, màu đen màu đỏ như này nhá. Con bình 2 lít à, con bình 2 lạng này thì bình 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Lên xem là bình inox 2 lạng có màu đen màu đỏ, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo là bên shop có cho các bác là con bỏ cho anh cái bình inox. À, có cho các bác là màu con này là 4 lạng nhá, 4 lạng. Và nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Có cho các bác là đầu tiên là màu inox này, màu inox màu vàng gold và màu đỏ đô. Con này thì đựng được 4 lạng nhá. Đựng được 4 lạng thì giá sẽ là 130.000. Thì cũng rất là rẻ thôi các bạn, rất là rẻ thôi. Đây con bằng inox này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là gioăng nhá. Nắp xoáy có gioăng hết nên rất là khít luôn. Đấy các bác, ruồi, muỗi, kiến, gián các thứ là không thể xâm nhập vào được, cho các bác yên tâm sử dụng. Cho đỗ, lạc, cà phê, ngũ cốc rồi các cái loại hạt vào đây rất là ok, hoặc là đựng trà nhá. Bác nào miền Bắc miền Nam hay uống chè, chè khô ấy, cho vào đây cho em giữ nhiệt rất là tốt luôn, giữ độ ẩm rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình chè inox 4 lạng nhá. Chè inox 4 lạng có 3 màu, màu vàng, màu đỏ và màu inox. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái bình như này. Đấy, giá rất rẻ các bạn, giá rất rẻ cho các bác luôn, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng thương hiệu Philips cô nhá, hàng thương hiệu Philips như này. Đây, hàng Philips này, công suất của nó là 3.000W luôn. Con này thì bên shop bán cả 1.000.000 con rồi, dùng rất là ngon luôn, không có khách nào ý kiến gì cả. Sử dụng điện 220V và giá thì rất là hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, một cái con máy sấy tóc hàng thương hiệu Philips như này giá chỉ có 130.000 thôi. Công suất của nó sẽ là điện 220V. Đấy, lên theo là sấy tóc Philips nhá. Sấy tóc Philips này, đấy, điện 220V nhá, điện 220V. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Đấy, 130.000, công suất là 3.000W nhá. 3.000W, con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Đó, dùng để sấy tóc rất là ok nhá. Lên theo là máy sấy tóc Philips nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ngoài dòng sản phẩm đó là cái một cái túi này, mấy cái túi hàng của quân đội Nhật nhá. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là túi Nam nhá, túi Nam. Con này thì giá chỉ có 110.000 trong cái túi như này thôi. 110.000 nhá, giá rất là rẻ các bạn. Đấy, và hàng đẹp, giá hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là túi Nam nhá. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng túi như này các bạn này. Đấy, có quai đeo, quai sách, đàng hàng, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của quân đội nhá. Đây, quai đeo con này, có quai đeo, quai sách đàng hoàng con này. Đấy, quai đeo, quai sách đàng hoàng cho các bác luôn. Có điều chỉnh độ dài, độ ngắn các bác nhá. Đấy, có điều chỉnh độ dài, độ ngắn như này. Và khi giở ra thì nó rất là to nhá. Đấy, giở ra cái chiều ngang của nó vào khoảng là 10 cm luôn. Đằng trước thì có 1-2 ngăn này, đằng sau có 1 ngăn. Và ở bên trong thì nó cũng có cho các bác là 1 ngăn khóa nhá, 1 ngăn khóa. Các bác có thể dùng để đựng iPad rồi máy tính bảng rồi để đi học, đi làm, đi du lịch cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em là túi Nam nhá, túi Nam. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Và hàng này thì các bác có thể màu của quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật rất là đẹp. Đấy, lên cho em là túi Nam, giá sẽ là 110.000 nhá. Túi Nam này, 110k cho một cái túi Nam như này. Rồi, ok. Hello các bác, nhà này thì bên shop về được một ít cái vòi chậu rửa đứng hàng nội địa của Nhật các bác nhá. Cái này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt này. Đấy, phần kết nối này của nó bằng đồng hết này. Có kèm cho các bác là dây cấp nguồn luôn, một dây nóng, một dây lạnh như này. Có kèm dây cấp nguồn các bác nhá. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan qua này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, hàng của nó thì sẽ là hàng mạ chrome nhá, mạ chrome. Cấp 2 đường nước nóng lạnh, hàng cao cấp cho các bác luôn và rất là đẹp con này. Đấy, phần kết nối thì bằng đồng như này. Đó, và có dây cấp nguồn như này nhá. Đó, và nó sẽ chia ra làm 2 đường nước nóng lạnh. Các bác về các bác kết nối cái dây nguồn nước vào cái ống này cho em. Đó là ok. Con này của nó thì nó sẽ là hàng mạ chrome cực kỳ đẹp luôn. Mạ chrome sáng bóng và đẹp nhá. Và giá thì con này bên shop đặt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn không nhá. Các bác lên cho em là vòi đứng nhá, vòi đứng. Con này thì các bác lên cho em là vòi đứng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350. Đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn là 280.000 thôi nhá. 280.000, em còn mấy cái nữa bán thanh lý xả lỗ cho các bác luôn. Đó, 280.000 cho một con vòi đứng như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là vòi đứng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi đứng này. Đó, vòi đứng.
vòi đứng thôi nhá. Đấy, vòi đứng giá sẽ là 280k và bao sim tận nhà cho bác luôn, 280.000 bao sim bên tận nhà nhá. Đấy, lên theo là vòi đứng nhá, vòi đứng giá sẽ là 280k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một vòi và một dây cấp nguồn như này nhá, một vòi một dây cấp nguồn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, quay lên theo là cam mô hình. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điều khiển này, một bộ ốc nối này, một cái chân để các bác bắt vào tường này, và một cái thân cam như này nhá, một thân cam như này. Và con này của nó thì nó sẽ là sử dụng mà pin năng lượng mặt trời nhá, pin năng lượng mặt trời, cho nên nó không cần dây dạ lằng ngoằng. Đấy, và sẽ có ba chế độ sáng nhá, sáng mạnh, sáng vừa và chế độ sáng yếu nhá. Đấy, đây các bạn này. Đấy, và nó sẽ có cảm biến các bạn, có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và không có người đi đến thì nó sẽ tự tắt nhá. Và nó sẽ là sử dụng pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình rất sáng luôn các bạn này. Dòng này của nó thì siêu sáng luôn con này. Đấy, thì các bác có thể dùng để chiếu sáng ở các cái vị trí nào mà mình cần chiếu sáng. Và mình sử dụng là nó sẽ như một cái cam để khi mà có trộm đột nhập thì nó sẽ nhìn thấy cái cam này thì nó sẽ cảm giác như là nó sẽ bị theo dõi. Đây các bác này, rất sáng luôn nhá. Đấy, cảm biến ánh sáng các bác nhá. Cảm biến tức là tối thì nó sẽ sáng các bạn, rất là tiện. Nó sẽ có cảm biến nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là cam mô hình, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, lên cho em là cam mô hình này. Cam mô hình giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con cam mô hình như này các bác nhá. Đó, 100 cành. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt chống thấm nhá. Các bác lên cho em là xịt chống thấm này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này các bác này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là dạng bình xịt nano nhá, nano. Đấy. Các cái phân tử cao su non các bạn, khi xịt vào thì nó sẽ như này. Đấy, và nó sẽ phủ lên các cái bề mặt như này. Phủ lên các cái bề mặt mà bị nứt này, nứt thấm rột như này sẽ phủ lên các bề mặt nhá. Và nó sẽ có các cái phân tử nano phủ lên các bề mặt như này. Đây các bạn này. Đấy. Phủ các bề mặt như này thì khi mà nó phủ lên ấy thì nó sẽ giúp cho các bác là chống thấm rột rất là tốt luôn. Đấy, thì đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem sản phẩm nhé. Máy ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, nó sẽ là một cái lớp cao su non như này nha các bác nhá. Đấy, và nó sẽ phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Thì nó che cho các cái phần vết nứt, vết hở các bác nhá. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Có lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây phơi quần áo nhá, dây phơi quần áo. Đợt này thì hàng về giá chỉ có cho các bác là 15k cho một cái dây phơi như này thôi. Lên theo là dây phơi quần áo, giá sẽ là 15k cho một chiếc nhá, 15k một chiếc như này. Dây dài thì nó sẽ là 5m nhá, 5m. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi cước nhá, sợi cước. Và có cái độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá, có độ đàn hồi rất là tốt. Và ngoài ra của nó thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn như này. Thì khi mà các bác treo phơi quần áo thì mình chỉ quặc vào các cái ngăn như này cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Và dòng này của nó thì nó sẽ là dây cước chịu nắng mưa tốt và nó rất là dai nhá, rất là dai, chịu được sức nặng và dùng thì rất là ok. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 15.000 thôi. 15k cho một cái dây phơi như này nhá. Có lên cho em là dây phơi nhá. Đấy, dây phơi quần áo, giá sẽ là 15.000, 15.000 cho cái dây phơi quần áo như này. Đây các bác này, đấy các bác có thể dùng để mình phơi quần áo, phơi chăn, phơi chiếu này. Đấy, nó sẽ chống gió bay các thứ rất là tốt luôn. Các bác cứ quặp quần áo vào các cái nách này cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, không sợ bị bay, không sợ bị rơi nhá. Đấy, gió bão mưa lắc thoải mái luôn các bạn, rất là tiện. Dùng xong thì mình lại cất đi cho em. Đấy, hoặc là các bác để cũng được, không sao cả. Đó, quặp qua như này rất là tiện. Lên theo là dây phơi quần áo nhá. Giá của nó sẽ là 15.000 một
một quận nhá, 15.000 trong quận dây vừa quần áo. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác các dòng sản phẩm, đó là cái hồ lô tưới cây các bác nhá. Các bác lên cho em là hồ lô tưới cây. Đó. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì bên shop về có hai mẫu, đó là hàng của Nhật và hàng của liên doanh Việt Hàn nhá. Hàng của Nhật thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000, 120k cho một con hồ lô tưới cây như này nhá. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái bình tưới cây này là 2 lít này. Đấy, lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. 2 lít nhá. Chất liệu của nó thì bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ dày dẫn chắc chắn này. Có một đầu hút này. Đấy, và một tét xi lanh bơm này. Đấy. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe luôn nhá. Khỏe đẩy hơi và khi các bác bơm thì cảm giác nó rất là nhẹ này. Đấy, khi bơm nó rất là nhẹ như này các bác này. Bơm rất là thích, nó nhẹ hơi đó. Cái xi lanh của nó rất là nhẹ này. Đấy, có van xả hơi này. Van xả hơi này, có đầu điều chỉnh để các bác phun tia này. Đấy, và sẽ có cho các bác là lẫy khóa này. Lẫy khóa nhá, có lẫy khóa như này. Hàng thì đã test hết trước khi gửi cho khách nên các bác yên tâm. Lên cho em là hồ lô tưới cây của Nhật nhá. Hồ lô tưới cây của Nhật thì sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Hàn thì nó cũng y như nhau thôi, nó cũng không khác nhau cái gì cả đâu nhá. Không khác nhau gì cả. Con hàng này sẽ là hàng liên doanh Việt Hàn. Liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy, công nghệ của Hàn Quốc này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 90.000 thôi. Lên cho em là hồ lô tưới cây Việt Hàn, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một con hồ lô tưới cây Việt Hàn như này. Đó, còn con của Nhật này thì sẽ là 120.000. Nói chung là về tất cả kích thước, chất liệu và kiểu dáng thì nó không có khác gì nhau cả. Chỉ có một hàng là sản xuất ở Nhật và một hàng thì nó sẽ là sản xuất ở Việt Nam thôi, sản xuất ở Việt Nam thôi. Đó, đây các bác này, cũng không hề khác nhau gì cả các bác nhá. Đó, nó cũng như nhau thôi. Và giá thì rất hợp lý nhá. Con hàng Việt Nam thì giá sẽ là 90.000. Còn con hàng của Nhật này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Thì con này dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của nó là 1 lít. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110k nhá. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Màu của nó sẽ là một cái màu đen rất là đẹp như này các bác này, một cái màu đen rất là đẹp như này. Đó, một cái màu đen rất là đẹp các bác nhá. Đó, đây. Rất là đẹp như này. Thì khi các bác xoáy ra thì ở bên trong nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc nhá, một cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc rồi pha các cái loại hạt thiếc cũng đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần bỏ vào này cho em, sau đó thì mình pha chế thôi. Rất là tiện dụng nhá. Sau đó thì mình cho trà ra cà phê vào đây. Inox 316 các này. Đấy, bền đẹp chắc chắn. Sau đó các bác xoáy lại cho em này. Xoáy lại này. Đó, xoáy lại các bác nhá. Đấy, các bác xoáy lại như này. Thì cái lẫy này của nó khi mà các bác xoáy thì khi mình rót thì mình phải nhấp cái lẫy này cho em nhá. Nhấp cái lẫy này cho em. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Bên dưới thì có lót cao su chống trơn trượt này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Các bác có thể dùng để mình pha trà, pha cà phê và pha các cái dòng nước để mình sử dụng rất là ok thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhé. Ấm pha trà giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái miếng dán ngải cứu các bác nhé. Các bác lên cho em là miếng dán ngải cứu. Con này thì chuyên chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng nhá. Đặc biệt là đau mỏi vai gáy nhá. Đấy. Thì dòng này của nó sẽ là dòng siêu nóng luôn các bác nhá, rất là nóng. Về nhà các bác bóc qua cho em này, sau đó thì một gói này của nó sẽ là 12 miếng nhá. Các bác lấy một miếng bất kỳ này, mình bóc ra sau đó thì mình dán lên các cái bề mặt, ví dụ như là cổ, vai, gáy và các cái vị trí nào các bác đau mỏi nhất thì mình dán lên cho em nhá. Đấy. Các bác dán trực tiếp lên các cái phần mình đau mỏi này, ví dụ như cổ, vai, gáy này. Đấy, dán lên như này cho em. Đó. Cái này của nó thì nó sẽ là giúp cho các bác là giảm đau nhanh nhá, giảm đau nhanh. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng ngải cứu nhá. Đấy, bằng ngải cứu thì cây ngải cứu các bác biết rồi. Ngải cứu là một trong những cái loại thuốc tự nhiên rất là tốt cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là miếng dán ngải cứu, giá thì đợt này hàng về cho bác giá chỉ còn 25k thôi. 25k nhá. Đó, 25k cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. 25k một hộp này có bao gồm các bác là 12 miếng nhá. 12 miếng. Đấy, và giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một hộp 12 miếng như này. Rồi ok.